Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình tối nay, thứ năm, ngày 2 tháng 6. Muốn có việc làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông đã quyết định rẽ hướng sang học nghề thay vì học lên phổ thông hay đại học. Tiếp tục phiên họp thường kỳ chính phủ, hôm nay chính phủ dành trọn một ngày để đánh giá phân tích kỹ tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016. Tin thế giới, Pháp và Anh hối thúc Liên Hiệp Quốc triển khai thả hàng viện trợ nhân đạo tới Syria. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của hội được nâng lên, vai trò vị trí của các hội ở địa phương ngày càng được khẳng định trong việc thực hiện hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây là nội dung được đánh giá tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm tổng kết quản lý nhà nước về công tác hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Hội nghị diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng. Năm 2015, toàn tỉnh thành lập mới 9 hội, không có hội giải thể, nâng tổng số hội trên địa bàn tỉnh lên 1.384 hội, trong đó có 56 hội cấp tỉnh. Nhìn chung, các tổ chức hội phát huy vai trò tập hợp, vận động hội viên, hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Ở lĩnh vực y tế, nổi bật là hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội người cao tuổi, Hội kế hoạch hóa gia đình, Hội chăm cứu, Hội điều dưỡng, Hội dược học. Đối với công tác giáo dục, Hội khuyến học các cấp phối hợp chính quyền và các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vận động quỹ tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó đến trường. Lĩnh vực đối ngoại nhân dân mang đậm dấu ấn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội thân nhân kiều bào. Theo đó, qua hoạt động giao lưu, vận động viện trợ đã tiếp nhận hơn 28 dự án phi dự án, tổng giá trị viện trợ năm 2015 trên 8.900 tỷ đồng, hơn 235.000 euro và 4.000 đô la Mỹ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng đề nghị các cấp ngành, tổ chức hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương chính sách pháp luật nhà nước, nâng cao trách nhiệm của chính quyền đối với công tác hội quần chúng, quan tâm hơn tới chế độ chính sách chăm lo đời sống cho hội viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân sự hy sinh cao cả của các bà mẹ chị Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, Hội Nông dân tỉnh Long An đã đến xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1937. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liễu từng được nhà nước tặng quân chương kháng chiến hạng nhất và hạng nhì cho những cống hiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chồng mẹ là liệt sĩ Võ Văn Hảo, khi sinh năm 1968 cũng từng được nhà nước tặng quân chương kháng chiến hạng nhất, nhì, ba. Gia đình mẹ có 5 người con, trong đó có 3 người tham gia hoạt động cách mạng. Trong đó có một người con là liệt sĩ Võ Văn Hướng, khi sinh năm 1973. Từ tháng 5 năm 2016, Hội Nông dân tỉnh Long An sẽ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liễu. Theo đó, hàng tháng, hội sẽ hỗ trợ gia đình mẹ số tiền 800.000 đồng để gia đình có thêm điều kiện chăm sóc phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Thông qua cái việc nhận phụng dưỡng mẹ cũng có thể nói gọi là một phần nào để động viên mẹ trong điều kiện tuổi đã lớn rồi và đã có nhiều mất mát đau thương, nhưng với việc nhận phụng dưỡng này thì mẹ có thêm được nhiều con nhiều cháu, đó chính là những cán bộ hội viên nông dân của tỉnh, để mẹ có dịp được vui vầy và cũng có dịp để mẹ truyền lại những cái truyền thống mà mẹ và các liệt sĩ trong gia đình đã tạo ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tại lễ nhận phụng dưỡng, Hội Nông dân tỉnh Long An cùng đại diện Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa Tây đã trao tặng quà và gửi lời tri ân, chúc sức khỏe mẹ, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay cùng địa phương xây dựng đất nước thêm văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, tối qua, Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An tổ chức lễ khai mạc hè và chung kết hội thi Tiếng hát tuổi thần tiên lần thứ nhất năm 2016. Chương trình thu hút gần 500 phụ huynh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố Tân An tham gia. Với chủ đề vui khỏe, an toàn, làm nghề việc tốt, hoạt động hè năm nay tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc thông qua việc tổ chức các hoạt động hè. Để phát triển bồi dưỡng năng khiếu cho các em trong dịp hè này, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức dạy hơn 20 loại hình năng khiếu như mỹ thuật, múa, aerobics, thanh nhạc, võ thuật. Đồng thời, các cấp bộ đoàn,
đội thường xuyên tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng sống cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn dân cư. Cũng trong tối qua, đêm chung kết hội thi tiếng hát tuổi thần tiên lần thứ nhất năm 2016 cũng đã diễn ra với sự tranh tài sôi nổi của 8 thí sinh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 2 giải đặc biệt dành cho thí sinh hát về Bác Hồ và dân ca hay nhất. Hội thi tiếng hát tuổi thần tiên năm nay thu hút hơn 40 thí sinh đến từ các trường trên địa bàn tỉnh và các em có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long An từ 8 đến 12 tuổi có năng khiếu ca hát. Thưa quý vị, mong muốn có việc làm ổn định, kiếm được tiền, trang trải cuộc sống cho bản thân và phụ giúp gia đình. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông đã quyết định trẻ hướng sang học nghề thay vì học lên phổ thông hay đại học. Câu chuyện này được phóng viên thời sự phản ánh trong phóng sự sau đây. Thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Long An, năm 2016, toàn tỉnh có trên 12.500 thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia, trong đó có 533 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong số này, có những thí sinh hết sức bối rối khi chọn hướng đi cho mình. Học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề hay là tiếp tục ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau? Chúng ta cũng vẫn phải nhìn nhận rằng trong số học sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp thì các em cũng mong muốn là có thể vào làm việc, ra trường để vào làm việc sớm, giúp ích cho gia đình. Nhiều em cũng tự nhận rằng không chỉ duy nhất đến với việc tốt nghiệp là vào đại học, mà các em vẫn có thể đến với cái việc học nghề, trung cấp nghề để rồi liên thông lên cao đẳng nghề, một con đường khác có thể thu hút hơn so với cái tác động bên ngoài, đó là nhiều cử nhân tốt nghiệp nhưng mà lại không tìm được việc làm. Ngoài những nguyên nhân trên, công tác tư vấn hướng nghiệp cũng được chú trọng hơn, và quan trọng hơn là nhận thức của phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn con đường lập nghiệp cũng đã có những chuyển biến tích cực, phù hợp hơn với hoàn cảnh gia đình, năng lực của bản thân và nhu cầu nhân lực của xã hội. Em muốn đi học nghề là tại vì là nhất là gia đình em thì không có điều kiện để em lên thành phố học và ở trọ ăn uống đâu. Nên em chọn học ở đây. Học ở đây thì gần nhà để tiết kiệm được một số chi phí. Rồi em học ở đây là sau khi em học xong là ở gần đây thì có nhiều công ty. Bên trung tâm sẽ giới thiệu cho em một số công ty để em có thể lựa chọn. Với lại là nếu mà sau khi học xong, tốt nghiệp rồi, nếu mà gia đình em có điều kiện thì em sẽ học liên thông lên cao đẳng hay học sao. Sau khi học lớp xong lớp 12 tốt nghiệp phổ thông, nhà định vợ nhà em điều kiện nhà em cũng khó khăn nên em cũng đi lên học khóa ngắn hạn để nhanh chóng được tìm việc làm. Và sau này nhà trường hứa sẽ giới thiệu cho em một việc làm, công việc ổn định. Đây chỉ là hai câu chuyện trong số những học sinh trẻ sang học nghề để phù hợp với năng lực bản thân và gia đình trước thực tế thừa thầy thiếu thợ như hiện nay. Cũng từ thực tế này, nhiều cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã có những hướng đi mới, tập trung đào tạo giúp học viên nắm vững kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp để tự tin tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ và Việc làm Long An đào tạo 4 ngành: cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, điện và tin học ngoại ngữ. Hiện nay các cái ngành về kỹ thuật, đặc biệt học nghề về vấn đề kỹ thuật thì hiện nay nhu cầu tuyển dụng rất là lớn. Các em học sinh sau khi học xong sau tốt nghiệp cấp 3 mà nếu đang băn khoăn thì nên học một nghề để mà có cái việc làm. Thứ nhất là về cái công ăn việc làm thì sau này có chắc chắn là ra học là có việc làm. Thứ hai nữa có cái nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. Đặc biệt là thứ ba là có kinh nghiệm, tại vì khi các em làm thì em có rất nhiều kinh nghiệm. Và thêm một cái hướng, nếu sau này các em có định hướng tiếp tục học lên là hệ đại học chăng nữa thì có vẫn theo cái hệ mà sơ cấp, trung cấp, cao đẳng thì vẫn có tiếp tục học liên thông lên, học tiếp tục lên là đại học. Thời gian qua, bên cạnh việc dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An còn tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho học viên đang học và học viên đã tốt nghiệp nếu có nhu cầu. Hàng năm, Trung tâm có trên 2.300 học viên theo học tại đây, trong đó
tỷ lệ học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt 85%, với mức lương khởi điểm từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng, tùy theo ngành nghề. Rõ ràng, có rất nhiều con đường để chúng ta lập nghiệp, song việc lựa chọn con đường vào đại học hay các trường trung cấp dạy nghề là tùy thuộc vào trình độ học lực, năng khiếu bản thân cũng như hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình. Thực tế, hàng năm, tỉnh Long An có khoảng 10% học sinh theo học nghề và khoảng 85% thí sinh thi vào đại học cao đẳng. Thế nhưng có bao nhiêu sinh viên ra trường có việc làm, con số này vẫn chưa thống kê được. Đó là nỗi lo trăn trở không chỉ của các chuyên gia giáo dục mà còn là nỗi lo của toàn xã hội. Thời gian tới, ngành giáo dục cần đẩy mạnh hơn nữa chương trình tư vấn hướng nghiệp, từ đó sẽ giúp học sinh có sự lựa chọn đúng cho tương lai. Chuyển sang những nội dung khác, qua đường dây nóng sáng nay, Đoàn Thanh tra Liên ngành về An toàn thực phẩm, nông, lâm, thủy sản đã đến kiểm tra tại hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống ở số 76/31 Quỳnh Văn Đảnh, phường 3, thành phố Tân An do bà Nguyễn Thị Anh Thư làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 800 kg nội tạng heo đang được đông lạnh nhiều ngày, nhưng chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và không có giấy phép kinh doanh. Bà Anh Thư cho biết số lòng heo này bà lấy của một lò giết mổ ở huyện Tân Trụ, theo đó mỗi ngày lấy khoảng 50 kg và bán tại chợ Tân An, phường 2, thành phố Tân An cũng như các hộ kinh doanh khác với giá 80.000 đồng một ký. Số còn thừa bà chứa trong các tủ đông lạnh. Do bà Thư không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và không có giấy phép kinh doanh, nên đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản thu mẫu để kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Trước đó, do tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm ngày càng trở nên phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An đã công bố đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm trong quản lý sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Theo đó, khi phát hiện các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, các tổ chức cá nhân có thể liên hệ qua đường dây nóng theo hai số điện thoại 0936 387 624 hoặc 0723 525 863. Thông qua đường dây nóng này, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để có biện pháp xử lý kịp thời. Tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tố giác về dấu hiệu hành vi vi phạm sẽ được giữ bí mật danh tính theo quy định của pháp luật. Mời quý vị theo dõi phần tin an ninh trật tự an toàn giao thông. Khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2016, trên đường tỉnh 819 nối dài đoạn qua địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger mang biển kiểm soát 51C61691 bị lật nhào và hư hỏng nặng. Tài xế Võ Văn Hợp, sinh năm 1977, ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe bán tải cho biết, khi anh đang điều khiển chiếc xe lưu thông đến đoạn đường trên, thì có một chiếc Honda chạy cùng chiều vượt phải, khiến anh bất ngờ đánh tay lái để né. Tuy nhiên, gặp đúng đoạn đường hẹp nên chiếc xe mất lái và lao thẳng xuống hố sâu dưới mé đường. Phần nóc chiếc xe bán tải bị bật tung, đầu xe mất méo, hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm hai người trong xe bán tải bị xây xát nhẹ. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Tân An, làm thiệt hại một xe mô tô, cơ quan chức năng đang điều tra. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 203 trường hợp vi phạm, phạt hơn 237 triệu đồng, tước 32 giấy phép lái xe. Chuyển sang nội dung phần tin trong nước, hôm nay Chính phủ dành trọn một ngày trong phiên họp thường kỳ tháng 5 để đánh giá phân tích kỹ tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy những tín hiệu khả quan của nền kinh tế ở nhóm các chỉ số về tiền tệ như tổng phương tiện thanh toán, tổng tín dụng đối với tăng trưởng kinh tế đều tăng cao hơn so với cùng kỳ. Tín dụng tăng 4,52% trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 10,6 tỷ đô la Mỹ, gần gấp 2,4 lần cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,1% so với cùng kỳ, với khoảng 44.740 doanh nghiệp. Đáng chú ý, có gần 13.000 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động, nay đã trở lại hoạt động. Song thực tế cho thấy, nền kinh tế còn đang chứng phải nhiều khó khăn khi các chỉ số tăng trưởng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực đều giảm, thậm chí có lĩnh vực giảm sâu. Theo thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng liên tiếp trong 4 tháng qua, riêng tháng 5
tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 1,88% so với tháng 12/2015. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5 tăng 2,28%, bình quân 5 tháng tăng 1,59%. Lạm phát cơ bản đã loại trừ biến động giá của nhóm lương thực, thực phẩm, năng lượng và giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, gồm cả dịch vụ y tế, giáo dục. Bình quân 5 tháng đầu năm tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước so với dự toán năm đạt thấp hơn cùng kỳ trong tất cả các nguồn thu, ước đạt 396,2 ngàn tỷ đồng. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên chính phủ tập trung đánh giá, phân tích những khó khăn hạn chế, làm rõ những nguyên nhân tăng trưởng thấp của các lĩnh vực sản xuất, tìm các giải pháp hạn chế, khắc phục khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra. Qua một vài cơn mưa đầu mùa, bọ đậu đen xuất hiện tràn ngập, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân Bình Phước. Đây cũng là lần đầu tiên người dân chứng kiến bọ đậu đen xuất hiện với số lượng lớn ở khu vực này. Từ đầu tháng 5 đến nay, bọ đậu đen đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân ở ấp 3 xã Hưng Phước, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Tủ, giường, chuồng gà, nhà kho, bọ đậu đen bám thành từng mảng dày như thế này, đặc biệt là những khi trời mưa. Cái bọ đậu đen này nó tự thì mình cũng không biết lý do gì nó tự, nhưng mà có cái nó tự thì làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, như là ngủ cũng không được, rồi là ăn uống thì nó hôi quá thì nó rớt vào nuôi cơm nuôi cánh, rồi cho nên cuộc sống gia đình đảo lộn, sinh hoạt không được. Trước sự tấn công của bọ đậu đen, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh đã phải sử dụng mọi biện pháp như phun xịt hóa chất, đốt, hun khói, nhưng vẫn không giảm số lượng bọ đậu đen trong nhà. Vào khoảng 11, 12 giờ khuya khi trời mưa râm râm có trăng á, thì nó vô nhà rất là nhiều. Mình không thể sinh hoạt được, nhưng mà mình dùng các biện pháp như lấy thuốc sâu, thuốc rầy này kia, là thuốc nhúng mùng này kia mình xịt thì nó cũng không ăn thua. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bù Đớp, hiện tại trên địa bàn huyện có trên 100 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp từ bọ đậu đen. Tuy chưa xác định loại côn trùng này gây ra dịch bệnh gì, nhưng với mật độ, số lượng lớn, loại bọ này phát sinh mùi hôi khó chịu, có thể gây dị ứng ở những chuồng nhạy cảm, gây xáo trộn cuộc sống người dân. Thực trạng này đã diễn ra nhiều ngày nay, tuy nhiên ngành chức năng của địa phương vẫn đang lay quay, khảo sát, tìm cách xử lý. Người dân thì hàng ngày vẫn tiếp tục quét, hốt và xử lý theo cách của mình.